con ạ, từ trước người ta thường gộp các công ơn của cha mẹ trong 9 chữ. Và các con đọc truyện Kiều cũng thấy đó, người ta nói là nhớ ơn 9 chữ cao sâu, một ngày một ngả bóng dâu tà tà. Hoặc là chữ rằng cửu tự củ lao, phận con phải ở làm sao cho tròn. À thế thì cái 9 chữ ấy là 9 chữ gì vậy? 9 chữ ấy, chữ đầu là sinh là đẻ ra, úc là nâng niu, phủ là vỗ về, xúc là bú mớm, trướng là nuôi lớn, dục là dạy dỗ, cố là trông nom, phục là chăm sóc, phúc là bảo vệ giữ gì. À chốc nữa trong tài liệu cô phát cho các con có đủ. Thế 9 chữ ấy hôm nay cô gộp nó vào thành 5 công ơn lớn của cha mẹ nhé. 5 công ơn này. Công ơn thứ nhất là công gì đấy? Con nhỉ, công gì nhỉ? À đúng, công đầu tiên là công sinh thành. Không phải tự nhiên các con hiện hữu ở trên trái đất này. Các con có mặt ở trên trái đất này, đó là do khí huyết và tình yêu của cha mẹ. Con có biết rằng khi con mới chỉ là giọt máu trong bụng mẹ thôi, con đã làm cho bố mẹ khổ lắm rồi. Nhưng các con không biết đâu. Vì sao vậy? Vì các người không hề nói với các con mà. Người ta nói chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. Cha mẹ các con không bao giờ nói hết những cái khó khăn, những cái trăn trở và kể cả những lúc hiểm nguy về tính mạng cho các con nghe đâu. Và hôm nay cô Đức sẽ vạch trần cho các con thấy tất cả những cái điều đó nhé. Tại sao cô nói là chi mà chỉ mới là giọt máu trong bụng mẹ thì mẹ, cha mẹ khổ lắm? Bởi vì lúc ấy cha con phải lo về kinh tế này, xong rồi lo về việc nhà này, lo chăm sóc để mà động viên cho mẹ này. À, thế rồi vì sao? Vì mẹ con ốm nghén. À, mẹ con tại sao nhỉ? Bởi vì khi có vật lạ ở trong người thì phải đấu tranh, ăn vào là nôn ra, đêm ngủ trần trọc canh trường không an giấc, ngày xấu khắc đứng ngồi cũng không yên đâu con ạ. À, thế rồi xanh sao vàng vọt ra. Vì sao thế? Bởi vì ăn được cái gì thì nuôi cái bào thai đó. À, xong đó con mới lớn dần lên. Con lớn lên, khi mà mẹ mang con chịu vượt mặt như thế này này, khệ nệ mang con. Rồi là đi đâu cũng thế, nóng ngực bức xúc. Các con tưởng xem, các con đeo một cái ba lô trên vai, chỉ cần một nửa ngày các con không bỏ ra, các con có khó chịu không? À, các con có biết mẹ con mang con bao nhiêu lâu không? Hả? À đấy, bao nhiêu tháng ngày như thế. Thế rồi đến lúc mà mẹ con lên bàn đẻ, mẹ con chịu một cái đớn đau tột cùng. Người ta nói không cái gì đau bằng đau đẻ, bênh da xẻ thịt ra mà. Con cứ tưởng tượng đi, ở trong bệnh viện phụ sản đấy con, những cái thanh sắt nó cứ cong lên như thế này. Sao thế vậy? Là vì rằng khi người phụ nữ đau quá, người ta ghi lấy để mà người ta cố gắng người ta giữ cái cơn đau, mà đến nỗi mà cái thanh sắt phải cong lên. À, vì vậy mà người ta nói, người ta ví cái chuyện người phụ nữ lên bàn đẻ như người vượt cạn. Đàn ông vượt sông vượt biển còn có bạn, đàn bà vượt cạn có một mình. Thế rồi trông thì những người phụ nữ mà trông ở trên bàn đẻ mà mồ hôi mồ kê nhã nhụy, mặt mũi tái bắc tái tử đi, vật vã như thế này, đó kinh lắm con. Ngoài thêm nữa, mẹ con lại chịu một cái hiểm nguy về tính mạng. Y văn trong y học còn nêu rất nhiều trường hợp sản phụ lìa đời khi sinh nở. Có những người con vừa cất tiếng khóc chào đời thì mẹ chút hơi thở cuối cùng đấy con. Người ta nói có chừa là cửa mả. Con có biết tại sao nói câu nói đó không? Có chừa là trông thấy cái mả của mình đó mà. À, thế đấy con. Cho nên nặng nề 9 tháng kêu mang, công sinh bằng vượt biển sang xứ người. À thế đấy con. Thế thì chỉ đến khi mà con oe oe tiếng khóc chào đời, cái khi đó cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. À thế là mẹ con sống rồi đấy. Và lúc ấy mới kịp mừng cái sinh linh mới là con, đỏ hon hòn ấy, bé bằng cái chiếc tay á. Bây giờ bằng ngần này tiền chồng bằng các con đấy, con có biết không? Đó. Và hãy nhớ câu cô nào Đức nói nhé, khi ta sinh ra đời ta khóc trong khi mọi người cười,
Vậy ta sống thế nào để đến phút cuối cùng của cuộc sống ta có thể mỉm cười trong khi mọi người tiếc ta mà khóc? Nếu ta có một cuộc sống đẹp thì dù ra đi trên cõi niết bàn hay trở về cát bụi, nó chỉ là cuộc dã tử nhẹ như lông hồng, nó như một vì sao êm ả tắt trên bầu trời thôi. Và chúng ta phải sống thế nào? Sống xứng đáng với những cái gì tạo hóa đã ban cho, để có thể tự hào về một đời người và thanh thản lúc ra đi. Đấy, các con có hiểu cụ câu cụ Đức nói không? Hoán vị cái vị trí khóc cười của con lúc con sinh ra và khi con chết đi. Còn nếu như các con mà sống bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất mục thì chết không nhắm mắt, đừng nói cái chuyện mỉm cười nhé con. Có những người chết mắt mở trừng trừng không nhắm mắt được. Tham quá mà, tham sân si quá, ác quá mà con. Đó. Cho nên nhớ đây này, cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn, nước có nguồn mới biển rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu, có cha mẹ đã rồi sau có mình. Thế nhá, thì phải hiểu được mình ở đâu xa. Thế thì các con nhớ đây này, cha mẹ, các con đối với cha mẹ đó là cái tình cốt nhục. Cốt là gì con? Cốt là xương, nhục là thịt. Các con là xương máu thịt, mang trong mình những đặc tính di truyền của cha mẹ. Cái tình của các con đối với cha mẹ đó là cái tình huyết thống, nó thiêng liêng lắm, nó sâu đậm lắm. Người ta nói phụ tử tình thâm, mẫu tử tình thâm mà. Không có cái gì có thể so sánh được đâu con. Vì vậy nếu như các con yêu thương cha mẹ là các con biết trọng huyết thống. Và như vậy là các con có tâm, có đức, có lòng nhân, lấy hiếu gây thành nhân. Nhân và hiếu nó nằm trong bản vị của mỗi con người đó con ạ. Thế còn kẻ nào mà cha mẹ mà không yêu thương được thì không yêu thương được bất kỳ ai đâu con. Và nếu mà không hiếu thảo với cha mẹ là kẻ trên không kính, dưới không nhường. Và không thể nào có lòng nhân ái được. Những kẻ đó là những kẻ bất nhân. Những kẻ này có thể làm được mọi cái điều tội ác có thể có được ở trong xã hội và sẽ bị xã hội lên án và trừng trị thôi con. Vì vậy cô muốn nói với các con đây, nếu bất hiếu thì cũng là bất nhân. Bây giờ cô nói sang đến cái công thứ hai. Công thứ hai là công gì nhỉ con nhỉ? Đúng rồi, cảm ơn con, ngồi xuống. Công thứ hai là công nuôi nấng. Kể từ khi cha mẹ sinh các con ra cho nên khi nuôi các con lớn lên, cha mẹ vất vả lắm con ạ. Tốn kém về mặt vật chất, hao tổn về mặt tinh thần, không sao kể xiết được. Con còn nhỏ, nâng như nâng trứng, hướng những hoa, chăm lo bú mớm cơm, cháo, thuốc men, tức khuya dậy sớm, săn sóc dỗ dành. Thế rồi con mới lớn dần lên, con lớn lên trong nguồn thơm sữa mẹ, nguồn yêu thương đẫm ngọt nước mưa trong. Ôi suối nào thơm hơn nước trong lòng, mẹ ấp ủ với linh hồn bằng ngọc. Mẹ âu yếm khi con vừa chợt khóc, mẹ mỉm cười khi thoáng thấy con vui. Những tối con đau, mẹ thức suốt đêm dài, đôi mắt ướt dạng mẹ ngồi hiu hắt. Da diết không con? Mẹ thao thức từng đêm cho con tròn giấc ngủ, mẹ tha thiết từng ngày cho trồi nón hé nụ. Những ngày con đau nặng mẹ lo sợ vô cùng, đôi mắt mẹ rưng rưng chân bước đi run rẩy. Trong âm thầm sợ hãi mẹ tha thiết cầu mong, nếu được đau thay con hạnh phúc nào sánh nổi. Từng ngày giờ mong đợi thấy có lớn con ngoan, là lòng mẹ ngập tràn một niềm vui khó tả. Có những điều kỳ lạ, bao vất vả tháng ngày, bao gian khổ đắng cay bên con là quên hết. Đời cứ trôi mài miết có đứng chờ ai đâu, con mẹ ơi lớn mau giữa rộng dài trời đất. Có những điều rất thật như chân lý đơn sơ, con ít tuổi ngây thơ lớn lên con sẽ hiểu. Sẽ vô cùng vắng thiếu, sẽ vô cùng cô đơn, sẽ vô cùng trống trải nếu đời mẹ thiếu con. Mẹ muốn viết cho con mấy vần thơ bé xíu, để rồi đấy con hiểu những cội nguồn xấu xa. Hiểu trời cao vô tận, hiểu đất rộng bao la, hiểu cuộc đời nhân ái, hiểu ân tình mẹ cha.
ân cho nặng lắm Mai ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cứu mang. À thế đấy con, cho nên cha mẹ là ân nhân lớn nhất cuộc đời của ta. Thọ ân thì phải đền đáp, ân càng lớn nghĩa càng sâu, càng phải đền đáp làm sao cho xứng con ạ. À, cho nên nếu như mà con có hiếu là con trọng nghĩa. À, như thế là con có nghĩa. Còn những kẻ mà cha mẹ mà không biết ơn nữa thì sẽ không biết ơn được bất kỳ ai. Đó là cái kẻ vô ơn bạc nghĩa. Như vậy bất hiếu cũng là bất nghĩa. Bây giờ cô nói cái công thứ ba là công gì đây? Công gì các con? Ai biết? Con nói cô nghe. À đúng rồi, thế sao biết lúc nãy không nói, không giơ tay? Công dạy rõ. Trong suốt hành trình của cuộc đời, cha mẹ luôn là cái người thầy đầu tiên dạy cho con từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành và cho đến ngày nào người còn tại thế cơ con. Cha mẹ dạy con kỹ lắm, dạy từ biết lấy, biết bỏ, biết ngồi, biết đứng, biết đi, dạy cho học ăn, học nói, học gói, học mở, dạy cho cách từ, cách ăn ở trong gia đình, cách cư xử ngoài xã hội, dạy cho con cách tiếp xúc với giới tự nhiên để thích nghi với môi trường sống, dạy cho con điều hơn lẽ thiệt, cho con tránh sai lầm lỗi đạo. À, như vậy là các người đã đem hết sở học của mình, hết kinh nghiệm của mình để dạy các con với tất cả cái tình thương bao la, cái nỗ lực triền miên. Cô hỏi các con có thấy rằng cha mẹ là người thầy đầu tiên cho đời và toàn diện của chúng ta không? Có thấy đúng điều đó không? À đúng. Mẹ cô thường nói với cô là: con ơi, người ta thèm lòng chứ không thèm thịt. Thế là đấy, chỉ cần cái tấm lòng thôi con. Nhưng mà có lẽ hình như bây giờ mà nói rằng con yêu mẹ quá hay con yêu cha quá thì nghe chừng nó xao xáo, coi như mình lớn rồi mà. Thì là nói câu ấy khó lắm phải không các con? Có ai cảm thấy khó không? Hay là nói câu xin lỗi bố mẹ cũng lại càng cảm thấy khó nữa cơ? Thế thì các con ơi, không phải các người lớn rồi các người không cần những chuyện đó đâu nhá. Các người luôn luôn muốn được cái sự tỏ bày của các con. Cô đã nghe nhiều ông bố bà mẹ nói chuyện với cô rằng hình như bây giờ các cháu nó dần dần nó xa với gia đình, nó chú ý về bè bạn nó hơn là đối với gia đình, nó ít chia sẻ với chúng tôi lắm. Chính vì vậy mà cô Đức mới phải có cái câu lạc bộ cha mẹ học sinh. Để làm gì? Để mà cho cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái khép gần lại. Con cái thì cứ tưởng như mình lớn lắm ấy, lớn hơn cái tuổi này của mình. Các con tưởng như các con là trưởng thành hết rồi đấy, trong khi bố mẹ còn tưởng các con nhỏ hơn đi mấy tuổi. Chính vì cái khoảng cách như vậy cho nên là cha mẹ không hiểu hết con cái, cũng như con cái cũng không hiểu hết cha mẹ của mình. Con hãy nghe lời nhắn nhủ của một bà mẹ nhé: nếu có bao giờ con yêu mẹ, hãy yêu đi khi mẹ hãy còn đây, còn biết được dòng tình cảm ngọt ngào, êm dịu lẫn nồng say. Nếu yêu mẹ, hãy yêu đi, đừng chờ đến khi mẹ ra đi, ghi lời yêu lên bia đá. Hãy từ những phiến đá vô tri ghi những lời con muốn nói. Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say, một giấc ngủ không bao giờ dậy, đó là sinh ly, là tử biệt, và là chẳng bao giờ nghe được tiếng con. Nếu yêu mẹ dù là một chút, nói lên con khi mẹ sống còn. Hãy nói lên những lời con muốn nói và cả tấm lòng hiếu thảo của con, để mẹ nâng niu như bảo vật trong tình mẫu tử thắm như son. Da diết không con? Sao da diết đến thế nhỉ? Là vì con dẫu lớn bao nhiêu năm tháng tuổi, với mẹ hiền con vẫn rất trẻ thơ. Mẹ rất thích nuông chiều con ấp ủ, trăm tuổi già mẹ vẫn muốn con vui. À, tương lai con làm tóc mẹ phai màu, lưng còng xuống gánh đời con trẻ, để xế chiều bóng nuôi hình lặng lẽ, quạnh quẽ một mình và chỉ mình mẹ mà thôi. Con trưởng thành hồng má đỏ môi, mẹ lụm cụm như con cò mò cá. Con như cây tơ nõn nà phiến lá, mẹ như hàng xó đũa tàn bông. Mẹ một đời cam phận dòng sông, khi lớn khi dòng ngược xuôi vất vả, mang phù sa bồi ruộng đời con. À thế đấy, vậy thì yêu thương mẹ, yêu thương nói đi, đừng để đến như là Như Vân, khi mẹ mất rồi mới lại
lòng con cô quạnh xiết bao, nhìn lên ảnh mẹ nghẹn ngào xót xa. Công ơn người đã sinh ra, con chưa đền đáp thế mà mẹ đi. Bây giờ sinh tử biệt ly, yêu thương còn biết nói gì hôm nay? À, yêu thương còn biết nói gì hôm nay nữa hả con? Thấy thế con, con mới làm sao con thể hiện được những tình. Cô cứ hôm nọ mà cô đọc một cái bài báo, trong đó nó có cái bức ảnh của thầy Văn Như Cương. Còn có các con có nghe tiếng thầy Văn Như Cương không? Thầy là giáo viên dạy toán đấy. Mà hiện nay thì ông đang là hiệu trưởng của một cái trường lớn lắm ở Hà Nội, một cái trường tư thục đấy. Thế và bao giờ mà về quê ở Nghệ An, ở quê ông đó, là ngày Tết đó, ông về là bao giờ ông cũng cõng mẹ đi chơi. Là ông cứ cõng mẹ đi hết nhà này nhà khác để mà đi chúc Tết các gia đình. Cô trông cái cảnh mà ông to lớn thế này, bà mẹ nằm lọt thỏm trên lưng ông á, cô chảy nước mắt luôn á. Và ông viết, con 60 cõng mẹ 84, cái ngày ấy là ông mới 60 tuổi. Con 60 cõng mẹ 84, mẹ ơi mẹ nhẹ thế này ư? Con ơi con đừng lo cho mẹ, mẹ sợ chân con sẽ mỏi nhừ. À thế đấy, mẹ thích thương cho con, lo cho chân con mỏi, con thì thương cho mẹ, làm sao mà mẹ nhẹ nhõm đến thế, mà mẹ nhẹ như thế đó, thương thế đấy con. Cho nên là các con mà có thể hiện được cái tình cảm thương yêu cha mẹ, hãy làm đi, hãy thể hiện ngay bây giờ đi con. Mẹ đi chơi, cõng mẹ đi chơi, dìu mẹ đi chơi, mẹ và con đi chơi, thênh thang một cõi, quên những nhọc nhằn, quên những giày vò tăm căng, từng nụ hoa tinh khôi. Vi vu cười gió ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi. Mẹ và con đi chơi, đi ra bờ suối, con suối chảy dài qua cả vòm trời lung lay. Rồi vài mươi năm sau đi qua trần thế, con cõng mẹ về, con cõng mẹ về thiên thai. Dìu mẹ đi chơi, cõng mẹ đi chơi, dìu mẹ đi chơi, mẹ và con đi chơi, thênh thang một cõi, quên những nhọc nhằn, quên những giày vò tăm căng, từng nụ hoa tinh khôi, vi vu cười gió, ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi. Mẹ và con đi chơi, đi ra bờ suối, con suối chảy dài qua cả vòm trời lung lay. Rồi vài mươi năm sau đi qua trần thế, con cõng mẹ về, con cõng mẹ về thiên thai. Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc bên trời. Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai mẹ bỏ con rồi, mẹ để con mồ côi. Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc bên trời. Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai mẹ phải lên trời. Mẹ đành rời xa con rồi.
cõng bên trời. Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai mẹ bỏ con rồi. Mẹ để con mồ côi. Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai ngồi cõng bên trời. Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai mẹ phải lên trời.